Và xin cảm ơn Minh Minh Khiên đã gửi tặng cho game thủ Văn Lớp 100 sao. Và xin cảm ơn là bắt đầu hay kết thúc cũng gửi tặng cho game thủ Văn Lớp 100 sao. Và chúng ta đến cả trận đấu tiếp theo. Pơ từ Văn Lớp. Pơ kẹp ekip. Đây rồi bạn, có hàng ảo Max C và có hàng tuyển chém Yamato. Ở kèo đấu này theo mình nghĩ là cũng cân thôi. Và xin chào 1K4 quý vị khán giả đang theo dõi trên fanpage của game thủ Văn Lớp. Và tỷ số xe đấu thứ 3 này thì gần như là chúng ta gỡ được một trận rồi, 1-2. Persian và Egip, bên kia là Maxe và Yamato. Quân cả hai bên đều có cái cơ hội và có miếng riêng của mình. Và vấn đề là bài của bên nào chiếm phần ưu hơn thôi. Đây là Egip của Teo. Hiệu đầu của Văn Lớp. Hiệu đầu là cái vị trí nó hơi khó. Làm khó Văn Lớp một chút thôi. Và Lớp vẫn xử lý được. Và cố gắng tiết kiệm đừng để cho con hươu nào trốn thoát cả. Một con nó nhảy hơi sâu. Hươu đầu của Văn Lớp như có tất cả 5 con. Cố gắng đi tìm thêm voi và bầy hươu nữa đi. Một vòi đã dành cho Văn Lớp. Thêm một xe giò. Cầu vòi đi vào những cái đốm đen là rất là nguy hiểm nha. Những người cẩn thận thì người ta đôi lúc người ta còn thám thính đi trước xem có sư tử đứng chặn đường hay không. Nhìn thấy hiêu voi này nhìn thấy khá thơm và hy vọng rằng cái con voi kia nó sẽ là một đôi. Và cái map này là một nhà của họ, các nhà của họ hướng vào vị trí 9 giờ đến 12 giờ đấy, không phải là map kẹp đâu. Khả năng đấy là cao. Bầu ba ở trên 12 giờ. Một mấy giờ? 1-3 giờ á? Thế thì chưa chắc ở trên 12 giờ là có nhà đâu. Chứ không phải kẹp đâu, hai nhà họ sẽ cùng một hướng thôi. Nó phát hiện ra 3 giờ thì vậy là nhà còn lại sẽ rơi độ tầm 5-6 giờ. Và lúc đầu thì cứ tưởng rằng trên đỉnh 12 giờ là có kẹp tình văn. Đây sẽ là đồ ăn chung rồi. Cái vị trí đồ ăn thì khả năng gần nhà bên họ hơn. Chúng ta là chủ động, có lẽ là chúng ta chủ động nên la liếm hiêu trước. Gờ người ta là người đặt trước rồi, người ta ăn hiêu đi. Quay trở lại với Viper, Viper và Lớp tiếp tục câu thêm một con voi. Đây có lẽ là một con voi tương đối xa. Vâng, thêm một đôi voi để dành cho Văn Lớp. Lộc thế. Đừng nói rằng đây là một cái map dị nhá. Và cái xe giò. Vâng, vậy là một map rất dị rồi. Vâng, tứ lung tung. Một nhà trên khả năng trên đỉnh 11-12 giờ và một nhà còn lại nó rơi độ tầm 4 giờ. Đây là một cái map cực kỳ hiếm. Đằng Tếu thông báo rằng đi xe giò lên đỉnh 12 giờ mất. Và đấy là vị trí của nhà màu 3.
Nhà mùng 1 thì chúng ta xác định luôn là vị trí đấy là 4 giờ rồi, đây là map rất dị. Cái map này người ta được ví rằng là những thời điểm đầu 4 game thủ mà người ta không để team thì chính xác hơn. Màu 3 là game thủ Tịnh Văn là người cầm Max C. Và lớp đang phi thẳng sang cái vị trí ra bãi quả đi em ơi, ra bãi quả cũng được. Nó ra màn hình Teo ấy, bãi quả của Teo đang ăn chung với các bãi hiêu đấy. Vâng, Teo đang bị màu 1 chọc. Hai giò, bên đội bạn hai giò. Chắc chắn hai giò luôn. Thế thì đen con giò giò nhà đi. Đen con giò nhà BL đi, con đấy là con thứ hai. Rồi, ưu tiên, và lớp ưu tiên, thích đen con giò nào cũng được. Và đây là con giò của nhà màu 3 nữa. Bây giờ bạn đánh hai chém. Đều đang rất nhối với việc bị công hai giò. Bây giờ bạn có Max C nhưng mà khả năng cái lực yếu đấy của chúng ta, tôi cứ bắt một L và thậm chí là chúng ta cứ vị trí bãi vàng này chúng ta đóng P cũng được em ạ. Tham vai còn 17. Hồ chúng ta mà xây một cái nhà hồ chúng ta vẫn có thể bảo kê được vị trí bãi vàng và như là bãi gỗ. Chúng ta xây những lớp E nó hơi sớm. Ra rừng xây E. Úi dồi ôi, một tên phủ đỏ, một tên quay màn hình sang hù rất đỏ. Đúng là gắn đi này như không biết là có cái căn gì nào hù bắt được ngay. Gắn đi mệnh danh nổi tiếng là hù đỏ đấy. Rồi, một tên đấy, một tên hù mà khiến cho ban lớp phải giật mình. Không thể nghĩ rằng hai con lạc đà của ban lớp áp sát mà con phù của gắn đi vẫy tay phát được luôn một con. Đỏ khủng khiếp. Và đây là dân ăn hoa của màu 3. Và lớp chơi sang này ra. Có y thì số lượng nông dân này của Max C thì cũng fit thôi. Xây bãi gỗ bãi vàng thì nó là hợp lý. Cố gắng đầu tư cái vị trí nhà nhưng mà chúng ta chuyển giờ. Xem mà đây mà không có việc thôi. Con thế nào vậy, lâu quá biết rằng là Max C rồi mà vẫy tay này vẫn là hơi đen đấy.
cuối cùng được một cháu. Mà nó báo về là Gunny là người chết rồi. Đỏ, nó đu được con. Phù của Gunny nó có ma lực gì? Không biết là nó nút gì vù phát được ngay không? Cảm giác vù phát được luôn. Cho dân bắt xe fit, cố gắng ép cung và tụ vào. Bắt xe thì bạn đang có dấu hiệu mất dần, cũng ngồi sửa và sau đó chúng ta vẫy thôi. Thời điểm ban đầu thì mình xui đóng một vị trí AP, thực ra là mình có ý đồ cả vì thời điểm đấy lực của ekip của chúng ta rất yếu. Và chúng ta có vị trí trả phù này, chúng ta có thể giữ được một vị trí bãi vàng và bãi gỗ. Nó thường tầm xa để có thể vẫy tới bãi bãi vàng thoải mái. Đây, 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 dân màu ba đây rồi. Bắn em ơi, cùng thì bắn đi. Chạy chạy con cũng lẻ đi, đừng để nó đâm đi. Quay trở lại với ban lớp. Một tên bị tụt tham đến từ Teo rồi đấy. Một tên đã ăn được khá nhiều dân gỗ của bọn Teo. Tụt tham khá sâu. Tham của bọn Teo thì mất đi nửa rồi. Đây chỉ là những thằng nào thôi. Đây bạn chết dân là khá nhiều. Bạn lớp là người bơm thịt để cho cung Egypt có thể ép quân. Gunny liên tục bị bạn lớp đi. Mình cố gắng băm nổ cả mấy cái ruộng của Gunny nhá, cho Gunny hết hồi nhá. Gunny còn mấy cái ruộng đấy là Gunny có thể hồi lại chiến chính bất cứ lúc nào. Làm ra con giò vào cái lớp hay là tích cực bơm cho Egypt. Có đỏ là không nào. Chạy đến gần thì vẫn bị biến màu. Cảm giác cái tham mình nó đang khó dần. Có lẽ là không cố được nữa rồi. Ê, lúc đầu em xây ba cái em thì để lực gỗ và xây P luôn. Em có hai anh hù, em răng một phát mấy cái em nữa vào kín vào cái vị trí bãi vàng là gần như là thằng kia không đâm bị được em luôn, đúng không? Cái vị trí chỗ bãi vàng của em ấy. Em xây cái hù phía bên tay phải của em này thì hay hơn. Em xây nhà P muộn quá. Em chỉ cần nhốt phù vào trong vị trí bãi gỗ sớm, em đẻ con tầm 2 phù nó vẫy thì tỷ lệ. Em có 2 con phù trong này đấy, phải cả khi mang trẻ em sang em phù vào em cơ cấu được một cái bãi gỗ thật con thật lành.